Hồng Đào lần đầu trải lòng về hai tuần nhập viện vì suy nhược cơ thể. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ sau thời gian nhập viện điều trị vì suy nhược cơ thể. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cô. Hồng Đào cho biết hiện tại cô đã ổn định sức khỏe. Nhớ lại lúc nhập viện điều trị bệnh, Hồng Đào cho biết cô nhận được sự quan tâm yêu thương của mọi người, đặc biệt là gia đình nhỏ của mình. Hồng Đào kể lại, rồi đến cái gia đình bé nhỏ của tôi các em tôi ngưng cả việc làm để lo chăm sóc tôi mẹ tôi cặm cụi nấu nướng bố tôi thì nhắn liên tục đứa nào mệt thì về nghỉ bố vào chăm cho nha hai đứa con tôi chúng nó cãi nhau suốt nhưng đợt mẹ ốm vicky xin nghỉ làm chiều chiều hai chị em chở nhau vào viện Tí tẹo học bài, Vicky chạy việc lung tung. Hồng Đào cho biết, ở thời điểm sức khỏe không ổn định, cô vẫn dành thời gian đùa giỡn cùng con gái. Nữ diễn viên trêu Vicky nên trang điểm vì có nhiều bác sĩ đẹp trai khiến con của cô bất ngờ. Vợ cụ Quang Minh cũng không khỏi xúc động khi có những người bạn, dù chỉ chào hỏi nhau qua loa nhưng sẵn sàng giúp vô điều kiện khi cô bị bệnh xung quanh tôi bạn bè đồng nghiệp khán giả gần xa lo lắng cầu mong cho tôi được khỏe mạnh bà chị đầy quyền lực của tôi dúi vào tay tôi những loại thuốc bổ đắt tiền và nói giọng tha thiết em phải uống thuốc này cho chị rồi những thiên thần áo trắng bác sĩ y tá tận tình cứu chữa gần hai tuần nằm viện phòng tôi nhộn nhịp nhất có chị y tá lấy giờ của mình vào hát cho tôi nghe hồng đào nói thêm cuối dòng trạng thái hồng đào gửi lời cảm ơn tôi lấy lại sức từ những yêu thương giống như lời của ông anh đồng nghiệp anh tin là đào nó sẽ khỏe khi cả đoàn quyết định chờ tôi cho một dự án quan trọng thử hỏi có ai may mắn như tôi không nhỉ Dòng trạng thái của Hồng Đào nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên. Mong cô luôn giữ được sự lạc quan, sức khỏe sau biến cố hôn nhân. Trước đó Hồng Đào khiến người hâm mộ lo lắng khi phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Thông tin này được bạn thân của Hồng Đào là Hồng Vân chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả lo lắng. Tuy nhiên, diễn viên gạo nếp gạo tẻ cũng nhanh chóng trấn an người hâm mộ năm nay khấn tổ xin phép ngài cho chúng con được cúng tổ chung với bạn con bên mỹ người đã đồng ý do vậy bạn con hồng hào khỏe mạnh dù đang trong bệnh viện hôm nay cô ấy đã về nhà và sẽ sớm trở lại công việc thôi biệt thự ở mỹ của phú bà phim mai hồng đào hoa lá ngập tràn như resort chụp vua vơ cũng có cả tá ảnh sống ảo trong mai, bộ phim chiếu dạp đang làm mưa làm gió những ngày gần đây. Bà Đào, Hồng Đào thủ vai, tức mẹ Dương là một nhân vật nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Nhân vật này hội tụ đủ sự sắc xảo, lý lẽ và cả mâu thuẫn của một người đàn bà từng trải. Giờ đã có trong tay mọi thứ, gọi là nữ đại gia cũng không sai. Thực tế ngoài đời, diễn viên Hồng Đào cũng có cơ ngơi chuẩn phú bà sau nhiều năm làm nghề, cả trong và ngoài nước. Được nhiều người ngưỡng mộ nhất chính là biệt thự sân vườn xịn sò của cô ở Mỹ. Theo đó, Hồng Đào cùng mẹ đẻ và các con đang ở trong một căn nhà có sân vườn rộng lớn. Dù không chia sẻ nhiều về bên trong căn nhà, nhưng từ những hình ảnh được nữ nghệ sĩ đăng tải có thể thấy, không gian sống của cô rộng rãi và xinh đẹp, nhất là khu vườn hoa lá ngập tràn, được chăm sóc chu đáo nên rực rỡ trong vườn có rất nhiều loại hoa như hoa trà, hoa đào, hoa lồng đèn, sen đá, hoa hồng và một số loại cây thuần Việt như rau diếp cá, cây tre. Ngoài ra Hồng Đào còn có một vườn rau nhỏ được cô ví như nồi cơm thánh gióng đã nuôi sống cô và gia đình trong mùa dịch vì cứ cắt ăn thì rau lại ra mầm non tiếp. Được biết toàn bộ cây trong vườn do Hồng Đào và mẹ chăm sóc có những cây cây đã được trồng từ khi cô mới sang Mỹ, tính đến hiện tại đã khoảng 30 năm. Thỉnh thoảng Hồng Đào lại ra vườn chụp những bức ảnh check-in đẹp như resort. Hồng Đào tiết lộ mình nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của anh em bạn bè và đồng nghiệp, người Việt đang sống ở Mỹ trong việc chăm sóc nhà cửa, vườn tược. Trong một vlog về khu vườn, nữ diễn viên tâm sự, em út con cháu ở đây rất tốt, tôi cần gì sẽ giúp, tại vì mình đơn chiếc, tay chân yếu đuối nữa, nên cần một cái là các em tới ảo ào, ào. Nhiều đứa làm việc xong còn rủ tôi đi ăn nữa, tôi nghĩ mình làm nghệ sĩ phục vụ khán giả, thì mình có được cái lộc đó. Quang Minh tuổi 64, tự ti sau đổ vỡ, vui vì có thể làm bạn với Hồng Đào. Năm năm sau ly hôn, Quang Minh cảm thấy tự ti vì hôn nhân đổ vỡ khiến các con buồn. Nam nghệ sĩ hiện sống độc thân, chưa có ý định tìm hạnh phúc mới. Anh nói gì về vai diễn trong dự án điện ảnh Cái giá của hạnh phúc? Tôi vừa hoàn thành phim của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm dự kiến ra rạp vào 30 tháng 4 tới. Tôi đóng vai khách mời, thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng luôn có tình huống kịch tính. Khi đọc kịch bản, tôi thích câu chuyện phim đời nên nhận lời tham gia. Tôi không hiểu tại sao đạo diễn hay mời tôi vai đào hoa ăn diện. Tôi vui bên cạnh nỗi sợ lặp lại chính mình nên phải tìm điểm khác để thể hiện. Tâm thế anh ra sao khi trở lại hoạt động phim ảnh, đóng kịch sau thời gian im mắng? Khoảng thời gian đầu sau ly hôn tôi còn mặc cảm nên ít xuất hiện trước công chúng. Xong sau này tôi nghĩ dẫu có chuyện gì vẫn phải bước tới. Tôi còn mê nghề, yêu nghề lắm nên từ bỏ thì tiếc quá. Bây giờ khi được mời đóng phim, diễn kịch tôi vui hơn ai cho tiền. Nhờ đi diễn tôi có dịp gặp gỡ các đồng nghiệp, bạn học thời xưa. Cả nhóm thỉnh thoảng đi cà phê, tham gia phim chung, hàn huyên chuyện cũ. Giờ đây tôi còn tham gia đóng kịch bên sân khấu nghệ sĩ Minh Nhí. Khi gặp gỡ khán giả, nghe người trẻ nói, biết Quang Minh nhờ ông bà hay mở hài của chú xem, tôi hạnh phúc và thấy an ủi. Lần đầu, làm việc với các em trẻ, tôi thấy lúc đầu làm việc cùng các em trẻ, tôi thấy họ cứ ào ào trên sân khấu nên đôi lúc lạc lõng. Tôi hay nói các em chậm lại vì nhanh quá khán giả không nghe, cảm nhận kịp. Xong qua vài xuất diễn tôi nhận ra điều tích cực, tôi thấy được sự năng động của người trẻ, học hỏi ở họ đôi chút. Vì điều gì khiến anh mặc cảm sau ly hôn? Bởi lý do đơn giản tôi rất thương hai con gái. Chuyện tôi và Hồng Đào đổ vỡ khiến hai con không được vui. Nhìn bạn bè trang lứa có những đứa con sống trong không khí đủ đầy. Tôi thấy con thiệt thòi lắm. Tôi nghĩ hôn nhân hết duyên nên thôi cứ nhẹ nhàng bước qua. Tôi hiện thấy thoải mái về mọi thứ trong đời sống cá nhân hay ngoài xã hội. Các con tôi đều trưởng thành. Con cái ở Mỹ khác ở Việt Nam lắm. Khi đủ tuổi 18 chúng sẽ rời khỏi nhà vì nghĩ có thể quyết định được cuộc đời. Tôi hay nói với vợ cũ, hãy xem con là bạn để dạy dỗ. Chúng tôi không ép con điều gì. Mọi giao tiếp đều dựa trên hướng tôn trọng dù buồn vì con dần rời xa vòng tay, tôi vẫn chấp nhận như một quy luật cuộc sống. ba cho con đến nay vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, gọi điện, hay khi có thời gian tôi sẽ bay qua Mỹ để thăm chúng. anh và chị Hồng Đào giữ mối quan hệ ra sao sau nhiều năm đường ai nấy đi? mọi mối duyên ở đời xảy ra hay kết thúc đều do định mệnh. tôi luôn mong mỏi một điều, khi không còn sống với nhau vẫn xem nhau là bạn. đến nay chúng tôi đã làm được. Hồi tháng 10 năm 2023, tôi đến nhà thăm Hồng Đào ở Mỹ. Khi cô ấy hỏi anh ăn gì không, uống gì em lấy, tôi thực sự vui sướng. Khi về Việt Nam tôi thấy an tâm hơn. Chúng tôi không còn duyên nợ nhưng vẫn dành sự quan tâm hỗ trợ nhau khi cần. Cả hai giữ liên lạc qua Facebook. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống công việc của Đào. Khi thấy Đào có nhiều dự án, mới đây nhất là vai diễn trong phim Mai, nhận nhiều lời khen, tôi thấy mừng cho vợ cũ ngược lại hồng đào dành cho tôi nhiều sự chia sẻ tôi từng kể cô ấy việc được mời về đóng kịch dài sân khấu đào ủng hộ động viên tôi nên tham gia cho vui khi nghe cô ấy nói thế tôi đã gật đầu ngay quang minh hồng đào từng là cặp đôi vàng trên sân khấu liệu anh có tìm kiếm được một người khác thay thế vị trí chị ấy tôi chưa tìm được bạn diễn nào ăn ý như với hồng đào tôi cũng chưa kịp nghĩ đến dù đã trôi qua nhiều năm ở mỹ tôi chuyển hướng đi làm mc diễn hài độc thoại cuộc sống của anh hiện tại ra sao? Nói ở một mình là không đúng. Tôi có bạn bè, các mối quan hệ xung quanh. Thỉnh thoảng tôi gặp một vài người bạn như Hữu Nghĩa. Gần đây tôi đóng phim chung với Hữu Châu. Lớp của chúng tôi ngày đó hiện chỉ còn bốn người theo nghề. Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Quang Minh, Hồng Đào. Lúc này tôi muốn tập trung công việc, tận hưởng cuộc sống độc thân. Tôi thấy vui với quần quay lúc này và chưa nghĩ đến việc phát triển tình cảm hay tìm kiếm hạnh phúc mới. Quang Minh được khen trẻ trung so với tuổi, dẫu vậy, không ít nghi vấn tin đồn giới tính thứ ba. Anh phản hồi điều này thế nào? Tôi hay được mời đóng vai đàn ông trăng hoa hoặc nhân vật ẻo là thuộc thế giới thứ ba trên màn ảnh. Ngoài đời tôi khá điệu, thích ăn diện, mặc áo họa tiết rực rỡ, chăm thoa kem, đánh phấn, mỗi tuần đi spa một lần. Tôi cũng giỏi việc nội trợ, dọn dẹp, rửa chén, muốn chăm chút tổ ấm. Thỉnh thoảng người hâm mộ hay khán giả, 10 người thì đến 9 người hỏi tôi, anh Quang Minh có phải gay không? Hồng Đào đôi lúc còn bảo lại họ, chị không biết nữa em ơi, các sở thích ấy của tôi đàn ông con trai ít ai làm. Tôi giữ gìn ngoại hình vì muốn theo đuổi diễn xuất lâu dài. Đôi lúc lái xe cả ngày, soi gương thấy mặt già đi, có nếp nhăn, tôi buồn héo hon. Cái nghề này một khi tàn tạ xấu xí sẽ không ai mời diễn nữa. Tôi vẫn còn đam mê, yêu nghề nên dáng chăm chút bản thân. Tôi khẳng định tôi là trai thẳng 100%. Kế hoạch đón Tết của anh năm nay thế nào? Sau 34 năm, tôi được hưởng cái Tết trọn vẹn ở Việt Nam. Trước đây tôi thường về trước Tết hoặc có năm đến mùng 7, mùng 8 mới về vì bận công việc, lịch học của các con. Tôi hào hức để tận hưởng không khí xuân ngày đầu năm. Tôi sắm hoa đào, các loại hoa khác để trang trí hay chuẩn bị mâm cơm cùng ông bà tổ tiên. Ở Mỹ, tôi sống ở khu có đông người Việt Nam nên phần nào đón được cái Tết. Họ tổ chức hội trợ tấp nập người qua kẻ lại, có nơi tổ chức đốt pháo nổ vang trời. Dẫu mọi thứ khá đủ đầy nhưng tôi cảm giác nhớ nhà. Ở Việt Nam, thời khắc giao thừa, mọi người tập trung rất đông, đi chùa cầu bình an. Sự sum họp an vui của ngày đầu năm mới làm nên Tết ý nghĩa. Xa quê nhiều năm, ký ức về Tết xưa trong Anh là gì? Không khí ngày Tết khiến tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc. Ở tuổi này tôi luôn sống với nhiều kỷ niệm bá khứ tôi thấy bản thân giống cha mẹ từ trong nếp sống khi tết đến sẽ sắm sửa chuẩn bị bàn thờ tươm tắt dù sống một mình hay đông người thời đó nhà tôi nghèo lắm tôi thích ăn mặc đẹp nên cứ hệ tới tết lại năn nỉ được may quần áo mới điều khiến tôi hối hận nhất là hứa với cha mẹ sẽ về Việt Nam ăn Tết tôi không thực hiện được điều này cho đến khi ông bà đã khuất anh ấp ủ kế hoạch nào trong năm mới một năm gần đây tôi về nước hoạt động nhiều hơn khi có công việc ở Mỹ tôi vẫn bay sang và làm mình là nghệ sĩ nơi nào khán giả cần sẽ xuất hiện hiện tôi vẫn hoạt động độc lập và chưa nghĩ tìm người quản